có phải dùng đại từ phá hoại pháp giới, cũng dùng đại bi, đại hỷ, đại xả phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng pháp không quên mất phá hoại pháp giới, cũng dùng tánh luôn luôn xả phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng trí nhất thiết phá hoại pháp giới, cũng dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng nghiêm tịnh cõi Phật phá hoại pháp giới, cũng dùng thành thục hữu tình phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng vô lượng vô biên các Phật pháp khác phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Phật dạy, này thiện hiện, nếu lìa pháp giới mà có pháp khác có thể nắm bắt được, có thể nói được, thì pháp ấy có thể phá hoại pháp giới, nhưng lìa pháp giới thì không có pháp có thể nắm bắt được, nên không có pháp nào khác có thể phá hoại pháp giới. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát độc giác thanh văn biết lìa pháp giới không có pháp có thể nắm bắt được, vì đã biết không có pháp lìa pháp giới. Cũng chẳng vì người khác phô bày tuyên thuyết cho nên pháp giới không có pháp nào có thể phá hoại được. Này thiện hiện, như thế đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học pháp giới không hai không sai khác là tướng chẳng thể phá hoại. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì nên học cái gì? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì nên học tất cả pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp đều nhập pháp giới. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Ngài nói tất cả pháp đều nhập pháp giới? Phật dạy: Này thiện hiện, Như Lai dù có ra đời hoặc chẳng ra đời, các pháp vẫn như vậy, đều nhập pháp giới, không có tướng sai biệt, chẳng do Phật nói. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp thiện hoặc pháp phi thiện, hoặc pháp hữu ký hoặc pháp vô ký, hoặc pháp hữu lậu hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, đều nhập pháp giới, tánh không, vô tướng, vô vi. Cho nên, này thiện hiện, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa muốn học pháp giới nên học tất cả pháp. Nếu học tất cả pháp tức là học pháp giới.